Khoa dịch tễ và kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Johns Hopkins sẽ hướng dẫn cách rửa tay 10 bước sử dụng phương pháp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bước số 0. Làm ướt tay với nước. Bước 1. Lấy lượng vừa đủ xà phòng để phủ tất cả các bề mặt tay. Bước 2. Xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Bước 3. Xoa lòng bàn tay phải trên mu bàn tay trái với các ngón tay xen kẽ và ngược lại. Bước 4. Xoa hai lòng bàn tay với các ngón tay đan xen. Bước 5. Chà mặt ngoài các ngón tay của lòng bàn tay này vào lòng bàn tay kia. Bước 6. Xoay tròn và xoa ngón tay cái trái trong lòng bàn tay phải và ngược lại. Bước 7. Xoay các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Bước 8. Rửa tay sạch với nước. Bước 9. Lau khô toàn bộ tay với chiếc khăn dùng một lần. Bước 10. Dùng chiếc khăn đó đóng vòi nước lại. Bước 11. Và bây giờ, tay bạn đã trở nên an toàn rồi.